Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại chiến Titan. Bữa giờ thì gần như là mình toàn là sử dụng vũ khí cận chiến thôi. Mình vẫn chưa có một cái loại vũ khí tầm xa nào mà nó thực sự mạnh hết. Thành thử ra là hôm nay mình sẽ chính thức chế tạo một cái vũ khí tầm xa để phục vụ trong cái thời gian sắp tới. Và dự kiến của mình là mình sẽ làm một cái khẩu súng bắn tỉa. Trong đây thì mình có thể làm được một khẩu súng theo một cái công thức khá là rẻ thôi. Cần que, sắt, thuốc súng và đá lửa ha. Mấy cái này thì gần như là ở đây mình có hết luôn. Đầu tiên là que nè. Sau đó là tới đá lửa. Đá lửa thì trên này còn thì phải. À hết rồi. Hết đá lửa luôn rồi. Nhưng không sao, mình có thể ra ngoài tìm rất là dễ. Thuốc súng thì mình có đầy luôn. Đá lửa thì mình cần phải đào cục sỏi ở khúc này. Dùng cúp gia tài đào cho dễ. Đó, có đá lửa rồi. Giờ thì bay về nhà và chế tạo thành cây súng thôi. Ở đây chế tạo súng không khó, nhưng mà cái vấn đề có đủ đạn bắn cái súng này không mới khó cơ. Tại vì đạn trong đây thì nó làm khá là đắt đỏ luôn. Đây mình coi công thức nè. Đó, nó cần rất là nhiều thuốc súng luôn á nha. Mà thuốc súng ở nhà mình thì cũng không đủ dùng trong thời gian dài đâu. Với cái tốc độ bắn kiểu như chật lắc của mình nhiều như vậy thì mình tin chắc là nhiêu đây không đủ đó. Mình biết cái khả năng bắn của mình tới đâu mà. Thôi nhưng mà cũng làm trước tầm 49 viên đi. Bắn thử từ từ cho lên trên. Rồi vàng dư mình cất lại. Tre dư thì mình cũng sẽ trồng lại luôn. Rồi cuối cùng là ra ngoài và test súng thôi. Úi dồi. Wow, súng đẹp vậy. Ủa gì đây? Ủa con nào mới đánh mình? À con này. Ui, bắn sao vậy? Đây rồi. Ủa, một phát không chết nổi con Titan con. Hay là do mình không bắn vô phần đầu ta? Có vẻ là mình phải bắn vô phần đầu thì mới có thể hạ được trong một hit đó. Súng này khá là khó bắn nha. Phải đi tập bắn mới được. Ồ, lạ nha. Mình có thể bắn liên tục không? Không nha, mình chỉ bắn một viên xong rồi đợi cho nó gài đạn lại rồi mình mới bắn tiếp được. Oh no. Như vậy thì cái súng này nó không mạnh như mình tưởng rồi. Đâu để mình thử bắn Titan có gâu này coi. Có được hay không? Nhắm vô phần cổ. Cũng không luôn. Ây, 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 ây. Chưa, mình gài sửa kiếm lại cái đó. Dám đánh mình hả? Đánh mình là sai rồi. Chặt vô phần cổ liền. À, và bữa nay thì mình sẽ kiểu như là thực hiện cái thử thách mà mình tự đề ra. Đó chính là hạ gục tổng cộng là 100 Titan. Hiện giờ mình đã hạ được 61 Titan rồi. Cái hành trình này sẽ không có quá xa đâu. Mình chỉ cần tích cực đi săn chắc trong một buổi là được. Cố lên, cố lên. Mình sẽ sớm đạt được thôi. Cơ mà trước khi đi săn Titan tiếp thì mình đang tính là kiểu như tìm kiếm cái nguồn sức mạnh Titan khác ấy. Tại vì trong này không chỉ có sức mạnh của Titan thiết giáp là mình có thể sở hữu đâu. Còn rất là nhiều cái loại huyết thanh khác mà mình có thể tìm kiếm thông qua những cái injection chain ấy. Hợp lý á nha. Thôi được, bữa nay mình sẽ cho Titan ăn thịt tiếp một bữa nữa. Chủ yếu là cày cái miếng cái giấy cơ hội này nè. Và vẫn giống lần trước á, thì mình sẽ cày cỡ tầm 10, à nhầm 9 thôi. 9 miếng giấy rồi sau đó mình sẽ mở một lần. Ồ, hình như ở nhà mình còn 1-2 miếng thì phải. À đấy, ở nhà mình có 3 miếng rồi. Dạ, vậy là bây giờ mình chỉ cần cày thêm 3 miếng nữa thôi là đủ. Ok. Ôi 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 ôi. Nó có thể đánh mình nhưng mà nó phá nhà mình là nó tới công chuyện rồi. Đủ chưa ta? Hình như còn thiếu một miếng. Rồi, ta cho ngươi đụng vô người ta một lần nữa đó. Tới công chuyện đó rồi. Mình cho nó đánh vô mình là kiểu vinh dự lắm rồi đó. Nó còn dám phá nhà mình nữa. Ổ phá bức tường mình nữa. Này thì phá nè, phá phách. Quậy không à. Ok, mình sẽ lắp bức tường lại.
Rồi, giờ thì mình đã có tổng cộng là 9 cái miếng giấy cơ hội rồi. Và với 9 miếng này thì để coi coi mình sẽ có đủ may mắn và tìm ra một cái loại huyết thanh mới hay không. Mình vẫn sẽ vào nhà và mở ở phía trong này, tại vì cái chỗ này mình cảm giác là mình sẽ may mắn hơn á, giống như lần trước vậy. Giờ thì mở thôi. Ơ kìa. Ôi đây rồi. Ồ, mình có được một cái huyết thanh mới. Cứ tưởng là không được cái nào rồi chứ. Và đây chính là huyết thanh của Titan hàm sắt đó nha. Wow. Cũng khá là mới đối với mình. Giờ thì chắc mình sẽ tiêm vô người trước đây. Ok. Ồ, có luôn rồi nè. Đã thiệt. Rồi ngủ một giấc, sáng thức dậy rồi chúng ta cùng nhau test sức mạnh của Titan hàm sắt luôn. Không biết có sức mạnh vượt trội gì hay không ha. Ê, quên. Để mình chế tạo thêm lưỡi kiếm cái đã. Mình hết lưỡi kiếm rồi. Một hồi mình cần phải đi săn nhiều Titan lắm á, nên là cái việc chế tạo thêm lưỡi kiếm là rất là cần thiết nha. Mình cũng sẽ lấy thêm cả thức ăn nữa. Hình như mình hết thức ăn luôn rồi. Không. Vậy là cũng phải đi săn thêm thức ăn trong cái chuyến làm thử thách này rồi. Được á. Ok. Giờ thì để đảm bảo an toàn hơn cho cái việc biến hình Titan á, mình sẽ đi ra xa xíu để mình biến hình cho chắc, để không ảnh hưởng tới cái tường thành nha mình. Và ra đây thì mình sẽ khởi động chân tay một xíu luôn. Ui, mấy con này dám dí mình hả? Dám quýnh hội đồng mình hả? Dùng kiếm thôi mình cũng có thể hạ rồi. Ok, chỗ này là mình thấy thích hợp để mình biến hình rồi đó nha. Nên là mình sẽ lấy cái con dao nhỏ này ra, sử dụng lên người và biến hình. Ồ, đây chính là Titan hàm sắt à. Wow. Ui, mình còn có thể dùng được kiếm nữa nè. Ghê vậy. Được quá ta. Ui, mình cứ tưởng là chạy chậm nhưng mà không nha. Chạy cũng nhanh cực, nhảy cũng cao nữa. Tuy nhiên thì dùng kiếm không có gây được sát thương. Oh no. Ui, nhưng mà đánh đổi lại thì mình có thể có khả năng là kiểu như là giảm lên mấy cái con Titan khác để gây sát thương nè. Nó tương tự với Titan thiết giáp vậy á. Wow, mình cũng có thể hút đi dân xa cơ. Hi, hút nè. Hút dân chỗ khác luôn. Hi. Khó chịu liền. Và đây chính là kỹ năng của Titan hàm sắt. Để mình coi kỹ năng đầu tiên. À, là mình sẽ cào liên tục về phía trước. Nhưng mà không thấy gây được nhiều sát thương cho lắm nha. Lạ vậy. Sức mạnh thì mình thấy có vẻ là yếu hơn Titan thiết giáp một xíu. Ồ. Nhưng mà vẫn đủ để mình có thể hạ được những cái con Titan con này. Ok. Ồ, ở đây có bộ tộc OT nè, mình sẽ test thử. Đó, kỹ năng cào về phía trước mình thấy không gây được sát thương luôn. Ồ, lạ nha. À, phải trong tầm mới gây được sát thương. Ok, hiểu. Rồi, kỹ năng kế tiếp. Ui. Kỹ năng kế tiếp là mình nhảy lên và mình sẽ dậm xuống dưới đất, tạo ra một cái chấn động ra xung quanh. Wow. Để thử coi. Hi. Dậm xuống nè. Cũng ghê phết á. Được. Có kỹ năng thứ ba không? À, như vậy thì Titan hàm sắt thì hơn Titan thiết giáp một xíu là có thêm được một kỹ năng. À. Ơi, hình con này sao nó giống mình vậy? Trời ơi, đây là Titan hàm sắt pha ke nè. Này thì pha ke. Hàm sắt là phải ngầu như vậy chứ. Còn cái con bò đó nhìn thấy ghê quá à. Người ta ngầu như vậy nè. Còn con kia kìa, nó cũng bò. Mà nó bò mắc cười quá à. Người ta phải ngầu như vậy chứ. Này thì dám pha ke. Này thì Titan hàm sắt pha ke nè. Bèm nó luôn. Rồi. Và mình sẽ thử kết hợp với khả năng kiểu như là chặt xung quanh từ cái song kiếm của mình. Ê, nhưng mà có một cái nhược điểm là Oh no. Đó chính là mình không thể sửa kiếm trong cái hình dạng này. Vậy thì làm sao mình có thể hạ được những con Titan khác nha.
Mình phải tìm cách mới được. Tại vì nhiệm vụ bữa nay của mình là đạt được cái cột mốc là tiêu diệt 100 Titan đó. Cũng căng á. Nếu vậy thì thôi, chắc mình sẽ biến về hình dạng bình thường của mình đi. Biến về hình dạng bình thường. Ok. Sau đó mặc full giáp lại. Rồi sửa kiếm thôi. Hết cách rồi. Ok. Giờ thì chắc mình sẽ làm trước cái nhiệm vụ là tiêu diệt 100 Titan đi. Để coi coi mình sẽ có thêm cái nguồn sức mạnh gì hay không ha. No. Ở đây mình đang gặp hai cái vấn đề. Thứ nhất là có gọng lửa kế bên. Thứ hai là có thêm con boss nữa. Ây, ow. Cắn rồi. Chắc mình phải biến hình Titan để mình chiến đấu với con rồng này thôi. Láo tét. Biến hình Titan. Hình như mình thiếu máu quá, mình không có thể biến hình được. Mình phải có đủ lượng máu để cắt ra cơ. Đây rồi. Giờ thì đã có thể biến hình. Úi giời, mình hất một phát con rồng văng xa ghê. Bây giờ đã tới lúc để mình tấn công lại con rồng rồi, cũng như là những con Titan láo tét. Đón nhận đi. Ui. Đó. Ô, mình cào cũng thốn phết nè. Wow. Chỉ với 2 hit thôi là mình đã có thể hạ được con rồng rồi. Giỡn mặt hả? Mày thì dí dí mình. Cứ dồn mình vô cái thế là phải biến hình thôi. Nhảy lên và giọng mấy con Titan này luôn. Quá dữ. Tính ra Titan thích Titan hàm sát cũng ok phết đó chứ. Rồi, giờ là lúc để mình có thể sơ tái con rồng này. Nhưng mà chắc mình sẽ không lấy vảy đâu, mà mình sẽ chuyển sang mình lấy những cái máu rồng để mình nâng cấp cái thanh kiếm của mình lên. Như vậy thì có vẻ là hợp lý hơn á. Được được được. Nhưng mà coi coi mình có thủy tinh không nhỉ? Hình như mình không có thủy tinh trên người. Đúng rồi. Không sao, mình sẽ đi lấy cát ở đây. Rồi sau đó mình chế tạo một cái lò nung và nấu cát lên thôi. Cái gì vậy? Sao thích cà khịa vậy? Sao thích cà khịa vậy? Này thì thích cà khịa nè, xử luôn. Ủa? Ở đây có cái khu mỏ. Nhưng mà mình bự quá, mình không chui vô được cái khu mỏ này. Mình bị mắc kẹt trong cái đống tơ luôn rồi. Thiệt cái tình á. Thôi biến lại dạng thường đi. Nhớ mặc giáp vào nha. Rồi sau đó lấy đá và chế tạo lò nung thôi. Ui, cái gì mà nó chạy lại ghê vậy? Trời. Nó chạy vèo vèo lại thấu đều, nó muốn ăn tươi nuốt sống mình á. Giờ thì mình sẽ làm một cái lò nung. Dùng chính cái khúc gỗ này để mình nấu ra luôn. Ui, nhưng mà bây giờ mình chưa thể biến lại thành Titan á, nên là mấy con này nó hay dí mình lắm. Đó đó, các bạn thấy nó thấy ghét không? Cứ canh lúc mình yếu là dí thôi. Rồi, tới củ kiệu các ngươi rồi. Mình đã có thể tiếp tục biến hình. Trả giá đi. Dặn chưa? Cào luôn nè. Đó. Nhưng mà cái kỹ năng cào móng vuốt của mình nó khá là khó trúng nha. Mình thấy vậy. Đa số là mình toàn dùng cái kỹ năng mà nhảy lên và dậm xuống thôi. Nó sẽ dễ trúng hơn á. Đó. Sát thương thì cũng tương đối mạnh nữa. Cái nữa nè. Ồ. Sao? Hạ được những cái con mà làm phiền mình trong lúc mình nấu thủy tinh rồi. Giờ thì coi coi. Đó, mình đã có được 6 thủy tinh và làm được 6 cái lọ. Múc máu rồng nè. 1 2 3 4 5. Wow, 5 lọ luôn nha. Tuyệt cú mèo. Ê quên nữa, còn xương nữa ta, lấy xương luôn. Có gì mang về làm vũ khí. Và vẫn còn một cái con được gọi là Iron Slam, nó xuất hiện ở cái vùng này nữa nè. Không biết là con đó nấp ở đâu ấy. Nhiều khả năng là nó ở dưới lòng đất rồi. Để mình xuống đây mình coi thử. Coi coi có gặp nó không. Trước mắt là không thấy rồi đó. Ủa? Hay là cái này là cái đường dẫn xuống con boss nhờ? Tại vì khu mỏ bình thường thì nó sẽ không có như vậy đâu. Ồ đúng luôn. Có vẻ đây là cái đường dẫn xuống công trình của con Iron Slam nè. Ồ, ra vậy, có sát dọc đường. Lẫm luôn. Đồ free nha. Ê, chết, đau nhầm. Kìa, nó kìa. Mình đã thấy nó rồi. À, nó gây cho mình hiệu ứng đào chậm cấp độ 3 lần hả? Ghê vậy.
ăn đạn nè. What? Nó cứng lắm luôn, súng mình bắn mà viên đạn dội ngược lại luôn nè. What the heck? Vậy kiếm thì sao? Ây, ui. Kiếm mình chặt không đó, ăn thua. Dùng cúp đào cũng không được luôn. Hây. Áo. Ủa sao hạ được nó đây ta? Ui con này mạnh nhá. Nó mạnh về khả năng phòng ngự nhá. Rồi luôn đào chậm gì sao mà lấy sắt đây. À. Mình đã gặp đối thủ rồi. Nếu như vậy thì mình bắt buộc phải biến hình thôi. Trở thành Titan cái đã. Để coi coi Titan hàm sát có thể đánh nhau với nó được hay không nha. Ui nhưng mà trong đây nhỏ quá mình sẽ bị mắc kẹt. Oh no. Không được rồi. Mình sẽ cào nó hở. Không ăn thua nha. Khó chịu vậy. Đường đường là Titan nhưng mà gặp con slam sát này thì vẫn không có thể gây được sát thương cho nó. Trời ơi mình đánh mà nghe bang bang luôn cơ. Quá trời quá đất cái con slam này rồi. Cúp cũng không ăn thua. Ice. Thôi. Mình nghĩ là mình nên đi chỗ khác chơi đi. Phải có cái cách nào đó mà mình chống lại cái sự đẩy lùi của cái con slam này đó, thì may ra mình mới hạ được nó thôi. Chứ mình đánh xong nó lại đẩy lùi mình ra rồi nó hồi phục á. Cái vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại nãy giờ cả buổi rồi, hơn 20 phút rồi. Các bạn thấy cái cúp kim cương của mình nè. Nó nát như vậy là các bạn hiểu rồi đó. Coi như bữa nay mình xui mình gặp đúng cái con... Con boss nó ngoài cái khả năng của mình rồi. Okay. Không chỉ cúp mình hư đâu, mà hậu quả sau khi đánh con boss đó là bộ giáp của mình cũng nát hết trơn rồi nè. Phải đi săn mấy con quái khác để mình lấy kinh nghiệm và sửa giáp lại thôi. Sẵn tiện ở đây có con Titan giống cũ nè. Mình sẽ test thử coi có cách nào để mình đánh vô cái phần cổ của cái con Titan này hay không. Ui da, sao nó mạnh vậy? Ui, có vẻ là mình không cào được á. Ui, đâu? À, mình vẫn có thể nhảy lên và dùng kiếm và đánh vào phần gáy của nó. Ồ, như vậy thì tuyệt cú mèo luôn. Tại vì cái Titan vuốt sắt này có khả năng nhảy cực cao mà. Đó là một lợi thế nha. Ui trời trời. Thôi rồi. Hồi nãy mình lỡ dẫm ngang một cái nhóc dê rồi. Mình không cố ý đâu. Rồi dưới này mình thấy nó có một cái danh trại của bọn cướp dân làng nữa nè. Mình sẽ đi ngang mình ghé thăm cái coi. Ê ê. Ui mắc kẹt nữa chứ. Ok hello mấy nhóc nha. Mình đi ngang cái danh trại bọn chúng thôi mà nó đã lủng một lỗ to đùng như vậy rồi. Quá là ghê gớm á chứ. Ôi ôi nó còn có cái rương gì nữa nè. Ồ rương đồ. Lượm về luôn. Đồ free mà không lượm hơi ổn á. Ôi còn có trái bom nữa cơ. Có cách nào kích nổ trái bom đó không ta? Hộp quẹt đúng rồi. Mình có đem hộp quẹt. Test thử. Coi trái bom đó là cái bom gì. Rồi cho bom nổ banh sáng mấy con này luôn. Bam. Wow. Đó là bom tạo ra creeper. Ôi giời creeper mini chạy. Chạy theo nổ Titan kìa. Ra là vậy. Ngoài ra thì Titan vuốt sắt còn có khả năng phá hủy block cực dữ nè. Các bạn coi mình có khác gì cái máy cày ruộng đâu. Trời đất ơi. Đúng quậy luôn. Không biết là Titan hay là chuột chuỗi nữa. Trời đất ơi. Thôi. Đi săn Titan nào, mình còn mấy phút đây. Mình còn 2 phút để làm cái việc đó. Ủa, hình như Titan vuốt sắt còn có một kỹ năng nữa hay sao á. Là mình chỉ cần mình nhảy lên cái phần cổ thôi là sẽ tự động cắn mấy con Titan khác nè. Ủa đúng không ta? Ờ đúng rồi. Trời kỹ năng này đúng đỉnh luôn.
Việc mình đơn giản chỉ cần là bắt chớn và nhảy lên phần cổ thôi. Wow, lợi hại nha. Cái này thì mình mới phát hiện. Một kỹ năng cực kỳ hữu ích trong cái quá trình mình đi săn Titan luôn. Ôi nhưng mà khoan, từ từ. Ôi mình còn 4 giây. Chạy. Mình sắp biến thành dạng người rồi. Ui. Hên, mình để ý và mình chạy kịp. Không thôi là làm mồi ngon cho mấy cái con Titan đằng kia rồi. Được. Những lúc như vậy thì mình nên xách súng ra và bắn. Ui, bắn hụt. Chạy. Bắn hụt là chạy liền. Chạy xong rồi quay lại bắn tiếp. Hụt rồi chạy tiếp. Ủa gì kỳ vậy? Mình nhắm chuẩn không à? Lần này thì chắc không hụt đâu. Đó. Nhưng mà mặc dù mình nhắm vô cổ nhưng mà bắn vẫn không thể one shot được. Có vẻ cái súng này chế tạo rẻ nên là nó khá là dởm luôn. Ồ, một lần bắn được có 15 máu à. Trời, bắn như nào mới chết được Titan. Cái này có môn đi săn cừu bò thì ok nè, mình đoán vậy. Ồ, one shot được cừu bò nha. One shot được cả xương luôn. Chẳng qua là Titan nó trâu quá nên là mình không thể one shot được thôi. Chứ cừu bò là mình bắn lán được nè. Ripper thì sao? Vẫn có thể hạ được. Vậy là súng của mình nó cũng mạnh trong một số trường hợp á. Nó sẽ tốt hơn cây cung tại vì nó dễ bắn hơn. Mình chỉ cần ngắm chúng thôi là bóp còn phát là hạ được ha. À, cũng ok đấy chứ. Rồi. Và cạnh đây còn có chỗ của tên vua cướp dân làng. Thành thử ra là mình sẽ bay lên và đột nhập vào trong này. Lại giàu to. Úi giời, mình sẽ không cần chiến với hắn đâu. Mình có súng mà. Headshot nè. Headshot. Thêm một phát nữa. Hi. Bắn. Ui tên này trâu vậy. Mình bắn 4 viên mới hạ được hắn. Và hắn cho mình khá là nhiều khoáng sản luôn. Cũng như là đây cũng là mớ khoáng sản mà hắn cất giữ nè. Mình sẽ tịch thu hết mang về nhà luôn. Có cả than cho mình mang về nấu đồ nữa. Quá tuyệt vời. Trong này thì còn vài cái rương. Chắc cũng sẽ cho khá là nhiều đồ đây. Đầu tiên là táo vàng nè. Một thanh kiếm. Có thêm kim cương. Ô, một cái xẻng hiệu suất à. Tốt, đổi luôn. Không biết tầng dưới. Ôi tầng dưới của hắn giàu vậy. Cả đống khoáng sản luôn nè. Có những cái khoáng sản mình nhìn rất là lạ luôn. Để mình loot hết cái ngọc lục bảo rồi táo vàng ở đây cái đã. Rồi mình sẽ coi thử trong cái đống khoáng sản đó có cái nào xịn không. Mình nhìn thấy có mấy cái nhìn cũng xịn lắm nè. Như cái này nè. Nhìn rất là lạ luôn. Amethyst gem. Có thể làm được giáp ngựa luôn nè. Ui, làm được cả giáp xịn hơn giáp netherite luôn. Wow, bộ giáp màu hồng. Còn không, mình cần thêm những cái gem này. Hơi ít nha. Chắc mình gom chắc cũng được một block á. Mình đủ làm được một block rồi nè. Hết rồi. Kế bên thì nó còn mấy cái quặng lạ lạ gì không à. Để mình đào hết ra thử coi. Coi có dư cái quặng nào ở phía sau không. Ui, ở phía sau còn thêm quặng nè. Wow. Đây giống như là cái bức tường để mình đào quặng vậy á. Cũng ok. Mình sẽ đào hết luôn. Bên trong nó còn giấu những cái quặng màu hồng nha. Quá đã. Không biết là mình được bao nhiêu rồi nha. 14 rồi. Còn hơi ít. Ê, còn có spawner nữa. Ui, hên, nãy giờ không có con nào xuất hiện hết. Rồi, tổng cộng hết cái khu vực này thì nó sẽ cho mình được bao nhiêu quặng đây? 24 cái Amethyst gem. 24 vẫn chưa đủ làm 3 khối nha. Mình còn thiếu. Không biết cái quặng đó xuất hiện ở cái thế giới nào nha. Mình đi mai thường ở bên thế giới này mà đâu có gặp nó đâu. Nhiều khả năng là nó ở dưới thế giới kết thúc hoặc là thế giới địa ngục á. Ok. Thôi, thành quả trong chuyến khám phá chỗ ở của vua cướp dân làng như vậy là cũng khá là ok la rồi. Mình nghĩ là mình nên đi về để ngủ một giấc.
với cả là lấy thêm thức ăn để chuẩn bị cho cái chuyến đi săn Titan của mình á. Thức ăn thì chắc chủ yếu mình sẽ lấy bánh mì đi. Bữa mình ăn còn nhiều kiện rơm quá nè. Đó, mình sẽ làm được thêm chắc tầm gần một stack bánh mì. Tuyệt cú mèo. Tự tin cho cái chuyến đi khám phá kế tiếp rồi đó. Rồi sáng thức dậy, việc đầu tiên mình làm là mình sẽ biến hình Titan cái đã, để mình đi săn Titan ngay lập tức lên. Đây, biến hình. Sau đó thì nhảy lên, tấn công vào phần cổ của con này. Đó, cực nhanh luôn. Có sức mạnh của Titan hàm sắt, bây giờ cái việc đi săn Titan của mình nó đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Đó, một hit nữa. Thêm tên này, nhào lên, cắn luôn. Công nhận hàm sắt có khác nha. Ừ, mình thấy là gần nhà mình còn có một cái ngôi làng nữa hay sao ấy, bên vùng sa mạc. Ui, còn có Titan chổng nữa. Bây giờ làm sao mình vô chổng mình cứu dân làng đây? Mình vô chổng là mình phá làng luôn đó. Mình thì không muốn như vậy tí nào. No. Sao giờ ta? Ê, mình sẽ thử đứng ở ngoài thôi. Ừ đúng rồi, mình đứng đây mình dụ Titan ra là không có phá hoại làng. Ok, hợp lý á. Con này đi ra nào. Ừ, mình có tuyệt chiêu mà ta quên. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu để mình tấn công nó. Không biết có xi nhê không? Không xi nhê nó rồi. Úp, mình chưa cần đạt cột mốc 100 đâu. Cột mốc 20, à nhầm 75 thôi, là nó đã mở cho mình thêm một cái thành tựu rồi. Và nó tiếp tục cho mình lưỡi kiếm với cả là những cái gas tăng. Vậy là nó chia làm nhiều cái cột mốc nhỏ. Ui nhưng mà lại chạy ngang cái chỗ của con Iron Slam nữa rồi. Ghét nó ghê á. Thôi không đi qua hướng đó nữa đâu. Hướng đó khá là su luôn. Cái gì kỳ vậy ta? Sao tự nhiên bữa nay mấy con Titan thường nó lại ít xuất hiện vậy? À đây đây đây, xuất hiện đây nè. Tìm đúng khó luôn. Và mình thấy cái cơ chế này á, là mình sẽ đánh cái con Titan 3 hit và cái hit thứ 3 nó mới cắn nha, chứ không phải là khi không nhào vô mà mình có thể cắn liền được. Mình đã hiểu cơ chế rồi. Hết thời gian biến hình thôi. Oh no. Phải dùng cái khả năng cận chiến của mình thôi. Lúc này thì mình phải nên cẩn thận nha, mình không còn sức mạnh của Titan nữa. Nên là mấy con này nó rất là dễ bắt nạt mình. Nhưng mà không vì vậy mà mình sẽ chịu thua đâu. Ok, gần đạt được cột mốc 80 Titan rồi. Cố lên. Và để coi sức mạnh thực sự của Titan hàm sắt là như thế nào thì chắc mình sẽ thử đánh nhau với boss Titan hình nở đi nhờ. Mình trong nhà còn khá là nhiều những cái đầu xương trắng đấy, có thể giúp mình test được sức mạnh luôn. Đâu rồi, đây nè, đầu xương trắng nè. Đất linh hồn thì cũng còn khá nhiều. Khối sắt thì mới lượm được trong chỗ của tên vua cướp dân làng nữa. Mọi thứ đều đã đầy đủ rồi. Giờ thì đi tìm chỗ đất trống và triệu hồi ra boss thôi. Mình nghĩ là mình nên qua đây. Chỗ này khá là trống đó nè. Chỉ cần dọn vài con Titan lắc nhắc ngoài này nữa là ok. Giờ đã có thể triệu hồi boss một cách dễ dàng rồi đó. Ở chính giữa mình vẫn sẽ đặt khối sắt. Rồi tới đất linh hồn. Ê, mình biến Titan trước đi nhờ. À không, chấp luôn. Từ từ hẳn biến. Có gì đâu mà phải vội. Chịu hồi nè. Giờ thì mới biến hình Titan. Bùm. Dặn lên cao thì chứ. Rồi nha. Giờ thì chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Titan vuốt sắt đi. Hàm sắt đi. Ôi tính ra mình cào cũng thốn vết nữa. Nhưng mà điều kiện là phải cào trúng cơ. Cào cái nữa nè. Mình chạy tới chạy lui thôi cũng được nữa. Như vậy thì ưu điểm của Titan hàm sắt là mình thấy có tốc độ vượt trội hơn nè. Rồi khả năng nhảy cũng vượt trội hơn nữa. Và coi tuyệt chiêu này. Nói chung thì sức mạnh tổng thể thì có thể là không bằng Titan thiết giáp, nhưng mà về khả năng chiến đấu thì mình thấy Titan
hàm sát cũng rất là vượt trội đó nha. Ok, và lần này thì mình sẽ được một cái Annie Crystallize. Khá ổn. Vậy là mình có tổng cộng là hai cái Annie Crystallize rồi đó. Dạ. Rồi, và sẵn tiện mình sẽ săn luôn cái tên Titan có râu này. Kết liễu nè. Ê, mà lúc đánh nhau với boss Titan hình nữ mình thấy ở đây nó có cái hố gì á. Wow, cái này giống như là một cái công trường gì đó thì phải. Ui, ở dưới còn có Titan nữa chứ. Kiểu như một cái khu mỏ bị khai thác rồi. Wow, còn có mấy tên cướp dân làng ở đây nữa. Đây nữa nè. Có vẻ đây là căn cứ của bọn chúng. Mình nhảy xuống dưới luôn. Hi. Không có ngán bọn chúng đâu. Có tên nào ra đoán mình không? Hình như không. Khu này khá là rộng luôn. Đáng để mình tìm hiểu nha. Ok, mình sẽ mặc giáp lại rồi vô khu này coi thử coi. Wow, bọn chúng khai thác hết trơn rồi. Mình cũng thử lục tìm á, nhưng mà có vẻ không có tên nào cầm đầu cái khu này rồi. Ê, có nè. Có lẽ nào là tên này. À không phải rồi. Ôi còn tên nữa. Ui, gãy kiếm. Hên quá, mình còn có kiếm dự phòng. À hiểu luôn. Có vẻ mấy cái tên này là mấy cái tên công nhân á, kiểu vậy. Rất là đông trong khu này luôn nè. Bu lại đây, một mình cân hết luôn. Này thì quá phá hủy công trình hả. Này thì đào bới lung tung. Xử hết. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã sở hữu một nguồn sức mạnh mới mà mình thấy không hề thua kém với sức mạnh của Titan thiết giáp luôn nha. Đó chính là sức mạnh của Titan hàm sắt. Wow, cực ngầu luôn. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng đạt được cái cột mốc là tiêu diệt 100 Titan để coi lúc đó mình sẽ cộng thêm được cái nguồn sức mạnh gì hay không. Và cũng như là mình sẽ chuẩn bị để đương đầu với một cái con boss mới, mình nghĩ là sẽ khó khăn hơn so với cái boss Titan hình nữ á nha. Hy vọng là mình sẽ sớm vượt qua được cái con boss đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình tiêu diệt thật nhiều Titan mới hơn và cũng như sở hữu nhiều sức mạnh của Titan xịn hơn nữa. Cũng như thế, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.